7 giờ tối ngày 2 tháng 2 năm 2019, Sở Cảnh sát La Giang bất ngờ nhận được một cuộc gọi báo án khẩn cấp. Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông liên tục kêu gào trong hoảng hốt, nói rằng nhà mình vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, yêu cầu sự giúp đỡ từ cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người báo án là Hà Hữu Thuận, chủ nhân của quán trà nổi tiếng trong thị trấn. Hiện trường vụ án xảy ra ngay tại phòng ngủ trong quán trà nơi ông ấy sinh sống. Khi tổ điều tra đến, họ phát hiện một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nằm yên bất động trên giường. Thoạt nhìn, người phụ nữ này trông như đang nằm ngủ bình thường, không giống đã bị sát hại. Nếu không quan sát kỹ, nhiều người còn lầm tưởng bà ấy chỉ đột ngột mắc bệnh rồi qua đời. Trên người nạn nhân vẫn mặc quần áo chỉnh tề, còn được đắp chăn cẩn thận. Xung quanh căn phòng cũng không có dấu hiệu của việc xô xát, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến lại gần để kiểm tra, họ phát hiện một điểm bất thường trên thi thể. Phần cổ nạn nhân bị cắt sâu đến tận khí quản, máu tươi vẫn đang rỉ ra từ đó. Gương mặt đổi sang màu trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Cảnh tượng man rợ khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Điều quan trọng nhất là phần mặt của nạn nhân còn xuất hiện nhiều vết thương khác nhau, rõ ràng được tạo ra bởi một vật sắc nhọn như dao. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng. Hiện trường nhìn vào tuy sạch sẽ, nhưng cái chết của nạn nhân quả thật ám ảnh. Điều này cho thấy hung thủ là một kẻ có tâm lý rất vững vàng. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hắn ta còn bình tĩnh đặt nạn nhân lên giường, đắp chăn lên trên để ngụy tạo hiện trường giống như đang ngủ, nhằm trì hoãn việc phát hiện án mạng, tạo thời cơ cho hắn tẩu thoát. Theo lời khai của người báo án Hà Hữu Thuận, nạn nhân là nhân viên của ông. Buổi sáng hôm đó, ông có đi ra ngoài chơi. Đến tối sau khi ông trở về quán trà, phát hiện tất cả cửa sổ đều đóng kín và không có dấu hiệu bất thường. Như mọi khi, ông Hà dùng chìa khóa mở cửa đi vào trong, tiến về khu vực phòng ngủ của mình. Lúc này, ông nhìn thấy người nhân viên đang nằm trên giường. Bước lại gần, ông Hà lớn tiếng gọi nạn nhân nhiều lần, nhưng đều không nhận được phản hồi. Thấy vậy, ông chủ động lay người nạn nhân thật mạnh, nhưng bà ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhận thấy điểm bất thường, ông liền nghĩ nạn nhân chắc đang bị bệnh và cần được nghỉ ngơi. Ngay lập tức, ông dùng tay điều chỉnh lại tư thế nằm và cuốn chăn giữ ấm cho bà ấy. Điều này có nghĩa là tư thế tử vong ban đầu của nạn nhân đã bị thay đổi, khác biệt hoàn toàn với lúc cảnh sát nhìn thấy. Những lời khai của Hà Hữu Thuận khiến các điều tra viên đặt ra một nghi vấn lớn. Liệu rằng ông ta có liên quan gì đến vụ án này hay không? Tiếp tục quá trình thẩm vấn, ông Hà nói rằng hôm đó ông có việc rời quán từ buổi sáng đến khu vực ngoại ô La Giang để chơi bài giải trí cùng bạn bè. Đến khi trời sắp tối, ông Hà trở về nhà và phát hiện sự việc đáng tiếc này. Theo miêu tả của ông, nạn nhân lúc đầu vẫn nằm trên giường nhưng tư thế có phần kỳ lạ. Đầu và thân được đặt ngay ngắn trên giường nhưng hai chân thì bị thả xuống dưới đất, tình trạng giống như đang hôn mê. Ông Hà giải thích thêm rằng vốn dĩ thể trạng của bản thân ông rất yếu nên trong quán trà có trang bị rất nhiều loại thuốc khác nhau. Có lẽ khi nạn nhân cảm thấy sức khỏe không ổn đã vô ý dùng nhầm thuốc của ông, dẫn đến tai nạn sốc thuốc ngoài ý muốn. Trong suốt quá trình chăm sóc cho nạn nhân, vì tuổi cao mắt yếu, ông Hà cho biết mình không hề chú ý đến vết thương và máu xung quanh. Lúc đó, ông ta chỉ cố hết sức đặt nạn nhân ngay ngắn lên giường, đồng thời đắp chăn giữ ấm cho cô ấy. Cuộc thẩm vấn tiếp tục diễn ra, các điều tra viên trực tiếp đặt câu hỏi tại sao Hà Hữu Thuận lại làm những điều kỳ lạ như vậy. Ông ta liền trả lời rằng vì bên ngoài thời tiết đã bước vào mùa đông, ông lo sợ nạn nhân sẽ chết cóng nên nhanh trí đắp chăn cho cô ấy mà không suy nghĩ gì thêm. Tuy nhiên, chính hành động tưởng chừng như tốt bụng này đã vô tình phá hủy hoàn toàn hiện trường vụ án. Trước những lời khai có phần kỳ lạ của Hà Hữu Thuận, cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ những hành động của ông ta. Ngay lập tức, các điều tra viên tập trung hết sự chú ý vào nhân vật này với mong muốn khai thác thêm được những manh mối đáng giá. Bất ngờ thay, ông Hà thực sự đã cố tình che giấu một số sự thật chấn động phía sau. Theo lời ông Hà, nạn nhân tên thật là Hữu Trân, hiện đang là nhân viên giúp việc trong quán trà. Nhiệm vụ hàng ngày của cô ấy là tiếp đón khách hàng, phục vụ trà nước và lau dọn xung quanh.
quan hệ chủ tớ giữa hai người khá tốt đẹp, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Nhưng khi đi sâu vào xác định các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát mới phát hiện ra rằng thực chất giữa Hữu Trân và Hà Hữu Thuận là mối quan hệ tình cảm nam nữ. Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, ông Hà năm nay đã 70 tuổi, còn nạn nhân mới ngoài 50 tuổi, nhưng cả hai vẫn đồng ý đến với nhau. Theo xác minh, họ đã về cùng một nhà hơn 10 năm nay, sinh hoạt giống như bao cặp vợ chồng khác. Ban đầu, Hữu Trân ly hôn và không tìm được việc làm. Đúng lúc, ông Hà vừa mới nghỉ hưu, nên hai người quyết định mở quán trà này để kiếm sống qua ngày. Hiện nay, do sức khỏe của ông Hà ngày càng yếu, không thể làm việc nặng, mọi chuyện trong quán đều do Hữu Trân một tay đảm nhận. Theo lời kể của những vị khách quen, nạn nhân là một người phụ nữ lanh lợi, thông minh và đảm đang. Cô ấy có thể quán xuyến mọi thứ, từ việc chăm lo cửa hàng đến chào mời thực khách. Hữu Trân hay gọi điện cho người dân trong thị trấn để kéo họ đến quán chơi bài, uống trà và trò chuyện, khiến không khí ở đây luôn luôn đông đúc và náo nhiệt. Tình hình kinh doanh của quán trà cũng đạt được nhiều thành tựu lớn. Nhờ có nạn nhân, ông Hà hiển nhiên trở thành một ông chủ nhàn rỗi, thường xuyên có thời gian để tụ tập bạn bè. Ông Hà cho biết thêm, ông thực chất không quan tâm đến việc quán trà mỗi ngày có bao nhiêu khách hay doanh thu ra sao, vì ông Hà rất tin tưởng khả năng làm việc và đầu óc tính toán của Hữu Trân. Qua điều tra mở rộng, cảnh sát nhận thấy mọi công việc trong quán trà đến sinh hoạt hàng ngày của ông Hà như giặt giũ, cơm nước đều do một tay Hữu Trân lo liệu. Vì thế, về cơ bản, ông sống rất phụ thuộc vào nạn nhân, đồng thời cũng vô cùng tin tưởng và dành tình cảm lớn cho Hữu Trân. Thời gian xảy ra vụ thảm án là ngày 28 tháng Chạp, gần Tết Nguyên đán. Mọi người trong thị trấn đang bận rộn chuẩn bị cho dịp năm mới, nên quán trà của ông Hà khá vắng khách. Vì vậy, ngày hôm đó, ông Hà quyết định không mở cửa, cho nạn nhân Hữu Trân có thời gian nghỉ ngơi. Trước khi ra ngoài đánh bài với bạn bè, ông Hà còn nhìn thấy cô ấy đang giặt đồ trước sân nhà. Đến khi trời sẫm tối, vào khoảng 5 rưỡi chiều, ông Hà chuẩn bị về nhà. Sau đó, lúc 6 giờ rưỡi, ông phát hiện tình trạng bất tỉnh của nạn nhân và thực hiện các hành động như đã khai bên trên. Tất cả các mốc thời gian mà ông Hà kể ra đều khá trùng khớp với nhau. Tuy nhiên, cảnh sát đã cho rằng ông Hà có liên quan mật thiết đến cái chết của Hữu Trân. Chính ông đã tạo hiện trường giả hoặc cố ý phá hủy hiện trường trước khi báo cảnh sát. Để củng cố những suy luận này, các điều tra viên vẫn cần có thêm bằng chứng mới. Vậy vấn đề đặt ra lúc này là, với tình cảm mà ông Hà dành cho nạn nhân và sự phụ thuộc vào cô ấy, liệu rằng ông ta có thể ra tay sát hại Hữu Trân được hay không? Nếu ông Hà thực sự là hung thủ, thì động cơ gây án là gì? Ngay thời điểm đó, ông Hà chủ động cung cấp cho đội điều tra một manh mối quan trọng là điện thoại và thẻ ngân hàng của nạn nhân đều biến mất. Quan trọng hơn nữa, trong một hộp tủ bên cạnh giường của nạn nhân có một hộp giấy nhỏ, bên trong chứa khoảng 200-300 đồng tiền mặt, thường dùng cho chi tiêu hàng ngày hoặc để trả lại tiền thừa cho khách hàng. Tuy nhiên, khi ông Hà kiểm tra, bên trong hộp giấy chỉ còn sót lại vài đồng tiền xu mệnh giá nhỏ, tổng giá trị chưa tới 10 đồng. Mặc dù ông Hà không biết chính xác lúc đầu có bao nhiêu tiền, nhưng không thể nào ít như vậy được. Với những manh mối mới này, cảnh sát không loại trừ khả năng đã xảy ra một vụ trộm cắp rồi giết người để diệt khẩu. Lúc này, đội điều tra đã đặt ra hai giả thuyết lên bàn cân. Thứ nhất, ông Hà chính là hung thủ. Thứ hai, đây là một vụ giết người cướp của. Khi xem xét giả thuyết thứ hai, cảnh sát phát hiện một điểm không hợp lý. Toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào của quán trà không có dấu hiệu bị cậy phá. Vậy hung thủ đã đột nhập vào bên trong như thế nào? Nếu là trộm thực sự, hắn ta không thể nào ngang nhiên đi vào bằng cửa chính. Nếu là do nạn nhân chủ động dẫn vào thì chuyện này quả là phi lý. Công cuộc điều tra bắt đầu rơi vào ngõ cụt thì một manh mối mới lại xuất hiện. Theo kết quả giám định của pháp y, nạn nhân tử vong không phải do vết dao ở cổ mà chết do ngạt khí. Nạn nhân đã bị xiết cổ bằng dây thừng hoặc công cụ tương tự. Sau đó, hung thủ mới dùng dao để cắt cuống họng của nạn nhân. Nói một cách đơn giản, nạn nhân bị bóp cổ chết trước rồi mới bị cắt cổ. Điều này khá kỳ lạ. Nếu là một tên trộm thông thường, hung thủ không cần phải giết người ngay lập tức. Hắn ta chỉ cần đánh nạn nhân bất tỉnh, rồi lấy các vật có giá trị, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Không cần thiết phải ra tay tàn độc như vậy. Chắc hẳn hung thủ phải có mâu thuẫn sâu sắc với nạn nhân. Mặt khác, hiện trường vụ án tương đối ngăn nắp,
không có dấu hiệu xảy ra xô xát. Có thể hung thủ nhân lúc nạn nhân không chú ý đã tấn công bất ngờ từ phía sau và kết liễu cô ấy nhanh chóng. Nhiều khả năng hung thủ là người có mối quan hệ thân thuộc với nạn nhân. Chỉ như vậy, hắn ta mới có thể ra vào hiện trường một cách êm đềm, khiến nạn nhân không đề phòng rồi thực hiện hành vi giết người. Dù bên trong phòng ngủ có mất một số tài sản, nhưng điều đó không nhất thiết cho thấy đây là một vụ giết người cướp của. Nguyên nhân cũng có thể là do mâu thuẫn tình cảm hoặc tiền bạc, hung thủ đã cố ý lấy cắp tài sản của nạn nhân để đánh lạc hướng đội điều tra. Đến lúc này, mức độ nghiêm trọng của vụ án ngày một dâng cao. Vậy vấn đề đặt ra là, vào thời điểm xảy ra vụ án, ai đã ở trong phòng ngủ với nạn nhân? Quay trở lại cuộc thẩm vấn với Hà Hữu Thuận, ông ta nói rằng bản thân rời khỏi quán trà vào khoảng 8 giờ sáng. Sau đó, ông ta di chuyển đến ngoại ô khu vực La Giang để uống trà và chơi bài cùng bạn bè. Thậm chí, ông Hà còn ăn trưa ở một quán ăn gần đó. Đội điều tra nhanh chóng tìm đến những người bạn cùng chơi bài với ông Hà ngày hôm đó. Quả nhiên, tất cả bọn họ xác nhận lời khai của ông Hà là chính xác. Vì vậy, cảnh sát tạm thời loại bỏ ông Hà khỏi diện tình nghi vì ông ta không có thời gian để gây án. Cùng lúc đó, một đội điều tra viên đang tiến hành rà soát dữ liệu trong camera xung quanh khu vực quán trà. Cuối cùng, sau một ngày làm việc vất vả, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông có nhiều dấu hiệu khả nghi. Theo dữ liệu thu được, người đàn ông này có hành động vô cùng kỳ lạ. Anh ta xuất hiện ở gần khu vực quán trà vào khoảng 2 giờ 46 phút chiều, rồi đi ngang qua camera giám sát cách quán trà vài chục mét và sau đó tiếp tục đi đến camera ở phía bắc của quán trà. Chưa đầy 3 phút sau, người đàn ông này lại xuất hiện và lặp lại những hành động trên. Điều đáng ngờ nhất là anh ta đã quanh quẩn gần hiện trường vụ án trong hơn 1 giờ. Khi người này rời đi, đồng hồ trên camera ở phía nam của quán trà đã chỉ vào mốc 3 giờ 56 phút chiều. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc người đàn ông có đột nhập vào bên trong quán trà hay không? Liệu rằng anh ta có phải là hung thủ đứng sau vụ án này? Cảnh sát lập tức triển khai truy tìm danh tính của người đàn ông trên camera. Rất nhanh, các điều tra viên đã có được thông tin trong tay. Anh ta tên là Ngụy Thành Bân, một người dân địa phương sống gần quán trà. Nhà của Ngụy Thành Bân ở phía tây thị trấn, còn hiện trường vụ án nằm ở phía đông. Vậy tại sao anh ta lại đi ngang qua quán trà và thoát ẩn thoát hiện trên camera trong vòng 1 tiếng? Để tìm kiếm câu trả lời chính xác nhất, cảnh sát tiến hành thẩm vấn Ngụy Thành Bân. Anh ta khai rằng bản thân là khách quen, thường xuyên lui tới quán trà của ông Hà để ăn uống và chơi bài. Vào ngày xảy ra vụ án, Ngụy Thành Bân đã ăn trưa tại một nhà hàng lớn ở ngoại ô La Giang. Sau khi dùng bữa, anh ta trở về thị trấn vào đầu giờ chiều. Lúc đi ngang qua quán trà của ông Hà, anh ta định bụng sẽ ghé vào để uống trà, tán gẫu cùng bạn bè. Tuy nhiên, thấy quán chưa mở cửa, Ngụy Thành Bân quyết định chờ đợi ở bên ngoài trong hơn 1 giờ rồi bỏ đi. Vì vậy, camera mới vô tình ghi lại được hình ảnh của anh ta. Thái độ khai nhận của Ngụy Thành Bân tỏ ra vô cùng thành khẩn. Anh cho biết bản thân không hề liên quan đến cái chết của Hữu Trần, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào với nạn nhân. Anh ta không có lý do để sát hại cô ấy. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tinh ý nhận ra rằng bên trong lời khai của Ngụy Thành Bân có nhiều điểm bất thường và không hợp lý. Chỉ để uống trà mà anh ta lại chờ đợi lâu như vậy. Lời khai của Ngụy Thành Bân không chỉ thiếu logic mà còn khiến tổ điều tra dồn sự chú ý về anh. Đối diện với sự thẩm vấn gay gắt từ phía cảnh sát, Ngụy Thành Bân từ tốn cho biết anh ta có nhắn tin cho Hữu Trân để hỏi xem bà ấy có ở quán không và đã nhận được tin nhắn trả lời sau đó 5 phút. Nếu đã liên lạc được với nạn nhân, tại sao Ngụy Thành Bân không gõ cửa mà lại kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài đến hơn 1 tiếng? Trong mắt cảnh sát, hành động nhắn tin hỏi thăm của Ngụy Thành Bân giống như đang kiểm tra xem nạn nhân có ở nhà không. Nếu có thì sẽ trực tiếp đến hiện trường để gây án. Lúc này, Ngụy Thành Bân đã để lộ quá nhiều sơ hở, khiến anh ta trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Theo thông tin sơ bộ của cảnh sát, Ngụy Thành Bân năm nay hơn 50 tuổi, chủ yếu kiếm sống bằng việc lái xe, giao hàng cho người dân xung quanh thị trấn. Anh không chỉ là khách quen của quán trà ông Hà, mà còn thường xuyên có thái độ quan tâm chăm sóc với nạn nhân. Được biết vào mùa đông, khi quán trà của ông Hà cần thêm than, Ngụy Thành Bân đều tự nguyện giao hàng tận nơi mà không lấy thêm phí. Đặc biệt, đi sâu vào điều tra, cảnh sát còn phát hiện ra rằng trong năm qua,
nạn nhân Hữu Chân chưa từng trả bất cứ khoản tiền giao hàng nào cho Ngụy Thành Bân. Liệu rằng chính vì khoản tiền này mà anh ta đã xảy ra mâu thuẫn lớn với nạn nhân rồi ra tay sát hại cô ấy. Đồng thời, cuối năm gần Tết là khoảng thời gian nhiều nơi thu hồi công nợ. Có thể Ngụy Thành Bân cũng vì lý do này mà nảy sinh ý định giết người. Tuy nhiên, qua mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Ngụy Thành Bân ngoài công việc chính là giao hàng còn có kinh doanh ở một số ngành nghề khác. Về cơ bản, tình hình tài chính của anh ta khá ổn định, hoàn toàn không gặp khó khăn về tiền bạc. Vì vậy, điều này cho thấy Ngụy Thành Bân khó có khả năng giết người vì khoản tiền mà Hữu Chân chưa thanh toán. Có thể tạm thời loại bỏ động cơ gây án này, nhưng vẫn còn một câu trả lời chưa có lời giải. Nếu Ngụy Thành Bân không phải là hung thủ, tại sao lời khai của anh ta lại có nhiều điểm phi logic? Theo lời của Ngụy Thành Bân, anh ta nhắn tin cho nạn nhân Hữu Chân khi trở về từ khu vực La Giang. Lúc đó, anh ta đang ở trên xe buýt, còn khoảng nửa giờ mới đến quán trà. Nếu Ngụy Thành Bân thực sự muốn xác nhận nạn nhân có ở quán trà hay không để sát hại, thì thông thường anh ta sẽ phải nhắn ngay khi đã có mặt ở quán trà. Vì nếu nhắn trước nửa tiếng, thì lúc anh ta đến nơi, không ai dám đảm bảo nạn nhân vẫn còn ở quán để anh ta ra tay. Vậy tại sao khi đến quán trà, Ngụy Thành Bân không bước vào trong? Rõ ràng hai người đã có liên lạc qua tin nhắn trước đó. Thậm chí nếu thấy quán đóng cửa, anh ta có thể gọi điện lại để hỏi thăm tình hình. Hành động lạ lùng và không thể giải thích này đã làm tăng thêm sự nghi ngờ đối với Ngụy Thành Bân. Trong lúc đó, cảnh sát đã tìm thấy một manh mối quan trọng tại chính hiện trường vụ án. Đội pháp y phát hiện hai dấu chân lộn xộn bên cạnh bể nước ở cửa phòng ngủ của nạn nhân. Dấu chân này không trùng khớp với nạn nhân, cũng không thuộc về ông Hà và càng không có điểm gì giống với Ngụy Thành Bân. Vậy dấu chân kỳ lạ này là của ai? Cảnh sát nhận định có thể những dấu chân này thuộc về hung thủ thật sự của vụ án. Một giả thuyết khác được cảnh sát dựng lên. Thực chất ngoài nghi phạm số 1 là Ngụy Thành Bân, còn có một tên đồng phạm khác ở hiện trường. Mà chính kẻ này là người đã ra tay sát hại nạn nhân Hữu Chân. Tin nhắn của Ngụy Thành Bân không phải gửi cho nạn nhân mà là gửi cho tên đồng phạm này. Ngụy Thành Bân nhắn tin như một tín hiệu bí mật để hỏi xem đồng phạm đã thực hiện xong chưa. Sau khi nhận được hồi đáp, Ngụy Thành Bân nhanh chóng tới hiện trường và cùng đồng phạm thực hiện những bước tiếp theo. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa nhận định được giả thuyết này có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Cũng chưa xác định được tên đồng phạm là ai, thậm chí hắn ta liệu có tồn tại hay không. Tất cả chỉ là những suy đoán được móc nối từ các dấu vết đã được tìm thấy ở hiện trường. Bởi vì trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, hung thủ thực sự đã mang theo điện thoại của nạn nhân. Do đó, cảnh sát không thể đối chiếu lời khai của nhân vật tình nghi. Đồng thời, hiện trường vụ án lại rất ít manh mối, khiến công cuộc điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Từ lời khai của ông Hà, cảnh sát biết thêm một thông tin quan trọng. Chiếc điện thoại của nạn nhân Hữu Chân vừa mua cách đây nửa tháng. Đội điều tra nhanh chóng chú ý đến chi tiết nhỏ này. Khi tiến hành kiểm tra hiện trường một lần nữa, cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ của nạn nhân có một đầu sạc điện thoại còn mới, nhưng phần dây sạc lại biến mất. Đây là một chi tiết vô cùng đặc biệt. Vì theo kết quả giám định pháp y, hung thủ đã sử dụng một công cụ giống như dây thừng để giết nạn nhân. Dựa trên đặc điểm của vết hằn trên cổ nạn nhân, vật này có bề mặt mịn màng và rộng khoảng 5mm. Kích thước khá tương đồng với phần dây sạc đã bị mất tích. Nhiều khả năng hung thủ đã dùng dây sạc điện thoại để gây án. Sau khi thực hiện xong tội ác, hắn ta đã mang theo hung khí để phi tang. Ngoài ra, ông Hà còn cho biết thêm, bên trong quán trà còn bị thất lạc một con dao gọt trái cây. Những chi tiết phát sinh này khiến vụ án ngày càng trở nên phức tạp. Xét theo tâm lý tội phạm, nếu đây là một vụ giết người có kế hoạch từ trước và có đồng phạm tham gia cùng, dù động cơ là cướp của hay trả thù, hung thủ cũng sẽ chuẩn bị công cụ gây án, chứ không thể nào sử dụng những vật dụng có sẵn ở hiện trường để ra tay sát hại Hữu Chân. Sự mâu thuẫn này chứng minh một điều, hung thủ đã thực hiện hành vi giết người do cảm xúc bộc phát ngay tại thời điểm đó. Vì thế, hắn ta đã sử dụng sợi dây sạc điện thoại và con dao gọt trái cây trong phòng ngủ để xuống tay với nạn nhân. Từ những phân tích này, giả thuyết Ngụy Thành Bân cùng đồng phạm đã lên kế hoạch giết hại Hữu Chân trở nên mờ nhạt. Các tình tiết mới đều chống lại suy luận của cảnh sát. Để có thêm manh mối hữu ích, đội điều tra mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh hiện trường.
Theo kinh nghiệm phá án thực tế, hung thủ thường có xu hướng bỏ lại công cụ gây án gần hiện trường sau khi đã trốn thoát, đặc biệt là những vật dụng nhỏ gọn như dây sạc điện thoại, dao gọt trái cây. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một dây sạc điện thoại còn mới bên bờ cống thoát nước cạnh quốc lộ 108 cũ nằm ở phía tây quán trà. Các điều tra viên nghi ngờ đây chính là hung khí mà hung thủ đã phi tang sau khi gây án. Nhờ phát hiện này, cảnh sát đã có một bước tiến mới trong quá trình lật mặt hung thủ. Nếu đây quả thật là công cụ hung thủ dùng để giết chết nạn nhân, thì đồng nghĩa với việc hung thủ đã chạy trốn theo hướng quốc lộ 108 mới phía sau quán trà. Con đường này dẫn vào trung tâm thị trấn. Nhưng trước đó, theo dữ liệu trong camera giám sát, Ngụy Thành Bân đã rời khỏi quán trà theo hướng ngược lại, hoàn toàn không trùng khớp với nơi tìm thấy hung khí. Điều này cho thấy Ngụy Thành Bân nhiều khả năng không phải là hung thủ thật sự. Để tìm ra người đã sát hại Hữu Trân, đội điều tra cần phải truy dấu theo cung đường mà hắn ta đã tẩu thoát. Xét theo những manh mối đã được tìm thấy, hung thủ đã tẩu thoát theo đường quốc lộ 108 mới, đi theo hướng đông để vào thị trấn. Cung đường này khá vắng ô tô, người dân chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ hoặc đi xe đạp. Nhiều khả năng hung thủ đã trốn khỏi hiện trường bằng cách đi bộ và lẩn trốn vào khu vắng người. Bám theo suy luận này, cảnh sát đã kiểm tra hệ thống camera giám sát bên đường và phát hiện ra một người đàn ông rất đáng ngờ. Khi di chuyển, anh ta liên tục mân mê một thứ gì đó trong tay, thường xuyên quay đầu về phía sau để quan sát. Liên tưởng đến số tiền mặt bị mất trộm ở hiện trường, đội điều tra phán đoán người đàn ông này có thể đang đếm hoặc xếp lại số tiền lẻ vừa cướp được. Cũng không loại trừ khả năng hắn ta đang lau vết thương ở tay do bất cẩn trong quá trình gây án. Theo dõi hành tung của người đàn ông này, cảnh sát nhận thấy hắn ta đi về phía đông, đến ngã tư đường Chính Quyền thì rẽ trái vào thị trấn, rồi cuối cùng đi sâu vào quốc lộ 108 mới. Tất cả mọi người đều biết rằng xung quanh quốc lộ 108 mới hầu như không có nhà dân. Tất cả các hộ dân cư đều tập trung ở hai bên quốc lộ 108 cũ phía trước quán trà. Hành động kỳ lạ của người đàn ông này trở nên vô cùng đáng ngờ. Sau khi lặn lội đi một vòng lớn xung quanh thị trấn, người đàn ông này dừng chân trước ngân hàng địa phương. Từ hình ảnh thu được trong camera giám sát của ngân hàng, cảnh sát phát hiện hắn ta cầm một xấp tiền lẻ với nhiều mệnh giá khác nhau. Khi cảnh sát trao đổi với nhân viên giao dịch ngày hôm đó, cô ấy cho biết bản thân cô có ký ức rất rõ về người đàn ông này. Anh ta muốn đổi đống tiền lẻ bao gồm cả tiền xu và tiền giấy thành tiền chẵn. Điều quan trọng nhất là người đàn ông này sau đó thực hiện rút tiền ở cây ATM gần đó nhưng thất bại. Cả ba lần đăng nhập nhưng hệ thống ngân hàng đều báo sai mật khẩu. Các điều tra viên nhanh chóng tra cứu thông tin thẻ ngân hàng và những giao dịch phát sinh ngày hôm đó. Kết quả chỉ ra rằng thẻ ngân hàng mà người đàn ông này định rút thuộc về chủ sở hữu của nạn nhân Hữu Trân. Mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng, người đàn ông này chính là hung thủ trong vụ án tại quán trà. Ngay lập tức, cảnh sát cho Hà Hữu Thuận xem ảnh từ camera giám sát. Lúc này ông chủ quán trà nhận ra ngay vì hắn là khách quen của quán. Hắn tên là Mao Nguyên Phong, năm nay 40 tuổi. Cảnh sát quận La Giang thực hiện kế hoạch vây bắt Mao Nguyên Phong. Cuối cùng, tìm thấy hắn ở một căn nhà hoang phía đông thị trấn. Sau khi bị áp giải về sở cảnh sát, Mao Nguyên Phong đã thừa nhận hành vi giết chết Hữu Trân. Trao đổi với các điều tra viên, hắn ta bình tĩnh kể lại toàn bộ quá trình gây án. Cách đây nhiều năm, Mao Nguyên Phong và Hữu Trân đã có quen biết. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân. Hắn ta thường xuyên lui tới quán trà của nạn nhân để chơi bài, tám chuyện. Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến một ngày cách đây 3 năm, Hữu Trân có mở lời mượn Mao Nguyên Phong một số tiền để trang trải chuyện cá nhân. Mao Nguyên Phong cũng không nghĩ nhiều mà lấy hết tiền dành dụm cho cô ấy mượn, tổng cộng hơn 8 vạn tệ. Thời gian trôi qua, Mao Nguyên Phong vì đam mê cờ bạc dẫn đến thiếu nợ khắp nơi. Đỉnh điểm là vào cuối năm nay, các chủ nợ đều giáo giết đòi tiền, thậm chí đe dọa tính mạng Mao Nguyên Phong, khiến hắn không còn đường lui. Nhớ tới khoản nợ 8 vạn tệ năm xưa, vào chiều xảy ra vụ án, Mao Nguyên Phong gây đến quán trà, yêu cầu Hữu Trân trả tiền. Nhưng lúc này, Hữu Trân tỏ ra vô cùng thờ ơ. Cô ấy chỉ nói một câu, tôi không có tiền, rồi quay đầu bỏ đi vào phòng. Bất ngờ trước thái độ dửng dưng của Hữu Trân, Mao Nguyên Phong trở nên tức giận. Cơn điên máu bắt đầu dâng cao, khiến hắn ta không giữ được bình tĩnh, bắt đầu xảy ra tranh cãi lớn tiếng với Hữu Trân. Theo lời khai của Mao Nguyên Phong, trong lúc cãi vã,
nạn nhân đã kéo hắn ta vào trong phòng ngủ, sau đó lôi ra một hộp chất đầy tiền lẻ cùng với thẻ ngân hàng bên trong chứa khoảng 1 vạn tệ, đưa hết cho Ma Nguyên Phong. Hữu Chân còn không quên nói thêm, đây là tất cả những gì cô ấy có thể đưa cho hắn, làm ơn hãy biến khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Lời nói của Hữu Chân đã chạm thẳng vào lòng tự trọng của Ma Nguyên Phong, khiến hắn tức đến không thể nào thốt ra từ nào. Ma Nguyên Phong cảm thấy bản thân bị lừa dối. Trước đây, khi Hữu Chân gặp khó khăn, hắn ta đã giúp đỡ cô ấy vô điều kiện. Nhưng khi Ma Nguyên Phong lâm vào cảnh đường cùng, Hữu Chân lại đối xử với hắn ta cạn tình cạn nghĩa đến vậy. Hơn nữa, Hữu Chân vay hắn đến 8 vạn tệ, đến lúc trả chỉ vỏn vẹn hơn 1 vạn tệ. Điều này khiến Ma Nguyên Phong không thể chấp nhận được. Trong cơn giận bốc lên ngùn ngụt, những ý nghĩ đen tối bắt đầu hiện ra, khiến Ma Nguyên Phong không thể làm chủ bản thân được nữa. Trong lúc Hữu Chân đang cặm cụi cất lại hộp tiền, từ phía sau, Ma Nguyên Phong rút lấy dây sạc ở trên tường, lập tức vòng ra phía trước người cô ấy, siết chặt sợi dây vào cổ. Cú tấn công bất ngờ khiến Hữu Chân không thể phòng vệ. Cô chỉ kịp kêu lên vài tiếng ú ớ rồi liệm dần vì thiếu oxy. Không hề có ý định dừng lại, Ma Nguyên Phong ra sức siết chặt sợi dây. Thậm chí, hắn ta còn nhấc bổng cả người Hữu Chân lên rồi ném xuống đất, cho cô chết trong đau đớn. Chưa đầy 5 phút sau, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Thấy Hữu Chân không còn phản kháng, Ma Nguyên Phong mới buông tay ra. Cả người cô đổ nhào xuống đất. Lúc này, hắn ta còn lạnh lùng dùng chân đá mạnh vào người Hữu Chân để kiểm tra xem nạn nhân đã chết thực sự hay chưa. Tuy không cảm nhận được bất cứ tín hiệu nào của sự sống, nhưng Ma Nguyên Phong vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Hắn ta lo sợ nạn nhân sẽ tỉnh dậy và tố cáo hành vi của mình. Ngay thời khắc đó, Ma Nguyên Phong nghĩ ra một phương án vô cùng tàn nhẫn. Hắn ta xuống dưới lấy một con dao cọt trái cây và bước vào phòng ngủ. Mũi dao nhọn hoắt, bén ngọt, từ từ xuyên qua cuống họng của Hữu Trần. Đúng vậy, Ma Nguyên Phong đã lạnh lùng cắt cổ nạn nhân để giết chết cô ấy một lần nữa. Để đảm bảo rằng không có ai có thể tố cáo hành vi man dợ của hắn. Xong xuôi, Ma Nguyên Phong kéo nạn nhân lên giường và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong lúc tẩu thoát, hắn ta đã mang theo hung khí, điện thoại, tiền và thẻ ngân hàng của nạn nhân. Các dấu vết ở hiện trường cũng được thu dọn một cách sạch sẽ. Quá trình điều tra cho thấy, thời điểm kẻ sát nhân bước vào quán trà trùng khớp với thời điểm nạn nhân vừa trả lời tin nhắn của Ngụy Thành Bân. Sau khi gây án, để tránh bị Ngụy Thành Bân bắt gặp, hung thủ Ma Nguyên Phong đã tường kế tiểu kế, trốn thoát theo hướng ngược lại, rẽ vào quốc lộ 108 mới, thành công rời khỏi hiện trường mà không bị ai phát giác. Một lát sau, Ngụy Thành Bân thực sự đã tới quán trà của ông Hà. Vì uống quá say tại buổi tiệc trưa hôm đó, anh ta lang thang xung quanh quán trà hơn 1 giờ rồi bỏ về nhà, hoàn toàn không hề biết bên trong vừa xảy ra một thảm án đẫm máu. Tưởng rằng mọi chuyện đã được sắp xếp hoàn hảo, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của phía cảnh sát, hung thủ Ma Nguyên Phong đã nhận về kết cục xứng đáng cho những hành động vô nhân tính của mình. Chỉ 3 tháng sau khi vụ việc được phơi bày, Tòa án Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đem câu chuyện của Ma Nguyên Phong ra xét xử. Trước hành vi giết người hết sức táo tợn và manh động, tòa tuyên mức án hình phạt cao nhất, tử hình, bác bỏ mọi yêu cầu khoan hồng. Giờ đây, mọi sự hối hận của Ma Nguyên Phong chỉ còn là con số 0. Hành vi tán tận lương tâm của hắn ta đã phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Người đau buồn nhất trong câu chuyện ngày không ai khác là ông Hà, người tri kỷ của nạn nhân Hữu Chân. Rồi đây, trong những ngày tiếp theo của cuộc đời, ông Hà sẽ phải tiếp tục sống như thế nào khi mất đi người bạn đời mình luôn trân trọng. Trong quán trà chỉ còn bóng dáng lẻ loi của một ông cụ năm nay đã ngoài 70. Vụ án cuối cùng đã tìm được lời giải. Tuy nhiên, đối với góc nhìn cá nhân của mình lại có chút hoài nghi về lời khai của hung thủ Ma Nguyên Phong. Vốn dĩ hắn ta là một người đam mê cờ bạc, nợ nần bao quanh, thì làm sao có đến 8 vạn tệ để cho nạn nhân vay. Điều này thoạt nghe thật khó tin. Nhưng vì nạn nhân Hữu Chân đã qua đời, chúng ta không thể nào đối chứng để tìm hiểu rõ ràng nguồn cơn sự việc. Điều an ủi nhất là hung thủ đã phải trả giá cho tội ác của mình. Câu chuyện này thực sự là một bi kịch liên quan đến cờ bạc. Nhiều khả năng Ma Nguyên Phong đã bị các chủ nợ ép đến đường cùng, phải ra tay giết người cướp của. Chính vì thế, quán trà nơi chỉ có ông Hà già yếu và Hữu Chân là phụ nữ đã trở thành mục tiêu của hắn. Qua đây mình hy vọng rằng tất cả khán thính giả sẽ cảnh giác với những người có thói quen cờ bạc. Đây là nhóm đối tượng thường gây ra các hành vi trộm cắp, bạo lực. Hãy tránh xa cờ bạc và những người nghiện trò đỏ đen,
vì họ có thể lâm vào con đường xấu xa bất cứ lúc nào. Tất nhiên, kẻ phạm tội sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Pháp luật sẽ không bao giờ khoan dung cho tội ác. Như đã từng nói ở rất nhiều video trước, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó lọt, tội ác sớm muộn sẽ bị phơi bày bằng những cách không ngờ đến. Chẳng có lý do nào có thể biện minh cho những hành động vô nhân tính. Hãy luôn cảnh giác và tránh xa những hành vi trái với pháp luật bạn nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của mình ngày hôm nay. Các bạn thính giả nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Hãy nhấn like và đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.